Dù một chú ngựa vằn nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn sống trong một gia đình ngựa vằn hết sức thương yêu nhau. Cuộc sống trong mắt cậu luôn đầy thú vị với bao nhiêu điều cần được khám phá. Từ làm bánh, chuẩn bị đồ cắm trại hay thử thách bản thân trong việc rời khỏi nhà vào đêm tối. Việc nào cũng khiến Su hết sức thích thú và quyết tâm làm tốt đến cùng. Dưới lăng kính của Su, thế giới xung quanh rực rỡ như cầu vồng. Và cậu mong được chia sẻ niềm háo hức khám phá thế giới đó với mọi người xung quanh. Các bạn và các em hãy cùng nhìn thế giới qua lăng kính của Su trong bộ phim Thế giới của Su nhé!